Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Ngân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đi quý vị ơi. Đó, đây cũng gom để đẹp đẹp không đây ha quý vị. À, giá thì chỉ thấy ghi sẵn có chừng 200, 200 mấy, 300 thôi ha. Không có cao ha. Đó. Giá cũng rất là dễ chơi nè quý vị ơi. Đây, chào em. Chào anh, chào tất cả các cô chú và anh chị hôm nay về như cả nước. Hôm nay shop em có về một phôi mai mới muốn giao lưu với cô chú và anh chị. Shop em ở Sơn Đông, chợ gạo, Tiền Giang. Số điện thoại của shop em là 0847055987. Cũng là số Zalo của em. Hình thức của shop em là bao ship trên toàn quốc ạ. Rồi, bây giờ mã số đầu tiên của clip hôm nay là mã số... Dạ, mã 51 ạ. 51, rồi 51 em bên đây ha. Cao 65, hoành 24. Rồi 24 quanh luôn rồi quý vị. Cái này về quý vị đặt trồng liền hết ý ha. Lá âm tâm nè. Để đây. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Dạ 600. Rồi 600 mà quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 52, cao 55, hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi để đây à, quý vị. Rồi giá luôn như đây. Dạ 300. Rồi 300 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Cây 53 cao 65 hoành 23. Rồi 23 hoành. Lọc lá cũng ra âm tầm luôn hả quý vị. Để đây. Đây cũng nhiều viên đế ha. Giá luôn nhiêu em? Dạ 300. 300 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua cây mới. Cây 54 cao 60 hoành 18. Rồi 18 hoành. Lá cũng âm tầm. Lá cũng chả bá luôn ha. Để đây. Rồi giá luôn nhiêu đem? Dạ 250. 250. Rồi xuống cây luôn. Cây mới luôn. Cây 55 cao 80 hoành 20. Rồi tay cành cũng ok quá nè. 20 hoành. Để đây. Có một số cục gì đen đen đây. Sù trứng của quý vị thường gọi nè. Tì gọi quý vị ơi. Đó, nó nhóc luôn ở trong đế luôn. Giao luôn nha em. Dạ 350. 350. Rồi, xuống cây luôn. Cây 56 cao 55 hoành 22. À, này giống như cái tàn đó không vậy? Nó bung đẹp quá nè. Ôm tầm luôn ha. Để nè, để nôm ha, còn bự ha. Đó. Chơi tàn luôn này nè. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ 350. 350 ha. Kính mít ha. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 57 cao 1m hoành 23. Rồi, trái cành đều luôn, 23 hoành. Để luôn à quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Dạ 350. 350 ha. Rồi, qua cây mới quý vị ơi. Cây 58 cao 50 hoành 22. Rồi, cụ đế luôn. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 350. 350. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 59, cao 55, hoành 16. Trời, nguyên cái tông cần dù luôn. À, nguyên cụm luôn. Cái dù hả gì? Dù mà đế quyết quá nè. Đó. Ok ha. Dòng nguyên cái kỹ đế nè. Tầm tầng dù luôn. Giá luôn nhiêu em? Dạ 300. 300. Rồi xuống cây. Tiếp tục luôn. Cây 60 cao 50 hoành 21. Rồi để luôn. Rồi giá luôn nhiêu em? Dạ 300. Rồi xuống cây 300. Tiếp tục luôn nha quý vị. Cây 61 cao 50 hoành 23. Này cái vết lũa hơi bự ha.
cái lụa trên lưng bị chảng luôn. Để kính quá quý vị. Đây kính mít ha. Rồi, vậy luôn nhiêu đây? Dạ 300. 300 ha, để đẹp quá. Rồi, xuống cây luôn. Cây 62, cao 65 mình 18. Bọc lá ra cũng ôm tùm ha. Để đây. Rồi, cho luôn nhiêu em? Dạ 250. Rồi, xuống cây luôn, 250. Tiếp tục luôn quý vị, cây mới. Cây 63, cao 55 hoành 19. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây? Dạ 208. 8. Rồi, xuống cây. Tiếp tục. Cây 64, cao 50 hoành 17. Rồi, 17 hoành. Đây luôn. Rồi, giữ luôn như đây. Dạ, 250. 250. Rồi, xuống cây. Cây mới. Cây 65, cao 50 hoành 20. Rồi, 20 hoành. Đây đây. Rồi, cái luôn nhiêu đây? Dạ 250. 250. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Cây 66, cao 40 hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để đẹp. Rồi vậy để ha. Để nơm bấu điệu bầu luôn. Cái luôn nhiêu em? Dạ 200. 200. Đây đẹp ha. Rồi, qua cây mới quá gì ạ? Cây 67, cao 45 hoành 16. Để đây. Rồi, giữ luôn nhiêu em? Dạ 200, 250. Rồi, 250 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Cây 68, cao 8. 45, hoành 15. Rồi, củ đế có gì vậy? Vô để lại cái gì xem kỹ nha. Rồi, giữ luôn như đây. Dạ 200. 200. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây mới luôn. Cây 69, cao 70, hoành 20. 20 hoành. Để luôn. Rồi, giữ luôn như đây. Dạ 250. 250. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 70, cao 55, hoành 19. Rồi, 19 hoành. Rồi, giữ luôn như em? Dạ, 108. 108, rồi, xuống cây. Cây mới quý vị. Cây 71, cao 50, hoành 17. 17 hoành. Cũng để luôn. Rồi, giữ luôn nhiêu đen? Dạ 200. 200. Rồi, xuống cây. Okay, tiếp tục luôn. Cây 72, cao 55, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Củ đế luôn. Rồi, giữ luôn nhiêu em? Dạ 350. 350. Rồi, xuống cây. Tiếp tục luôn. Cây 73, cao 60, hoành 23. Rồi, để quý vị, 23 hoành, để đây. Rồi, giữ luôn như em. Dạ, 350. Rồi, xuống cây luôn, 350. Rồi, tiếp tục qua cây mới. Cây 74, cao 60, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, củ đế luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây? Dạ, 350. 350 ha.
Rồi xuống cây. Cây mới luôn. Cây 75, cao 65, hoành 20. Rồi, đây đây. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ, 350. 350 quý vị. Rồi, qua cây mới quý vị. Cây 76, cao 55, hoành 21. Đó, lọc lá cũng âm tầm ha. Củ đế đây. Rồi, giá luôn nhiêu đây? Dạ, 400. 400. Rồi, xuống cây luôn. Cây mới luôn quý vị. Cây 77, cao 60, hoành 23. Rồi, 23 hoành. Đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ, 350. 350. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 78, cao 65, hoành 22. Rồi, 22 hoành. Củ đế luôn. Rồi, cho luôn nhiêu em? Dạ, 350. 350. Rồi, xuống cây. Cây mới. Cây 79, cao 70, hoành 19. Rồi, này bộ lá hết biết bộ lá, lá bụi chán như lá xài quý vị. Chà bá nè. Để đây. Rồi, vô luôn như đây. Dạ, 300. 300. Rồi, xuống cây. Sau tiếp theo. Cây 80, cao 75, hoành 20. Em này em vậy nè, lá cũng bự chản luôn. Hết biết cái lá luôn. Để quý vị, để khá để lắm nhưng quý vị nhìn kỹ nha. Kính luôn ha. Rồi, cho luôn nha em. Dạ, 350. 350. Rồi, xuống cây. Mới luôn. Cây 81, cao 70, hoành 21. Để luôn. Rồi, cho luôn nha em. Dạ, 300. 300. Rồi, xuống cây. Tiếp tục. Cây 82, cao 60, hoành 21. Đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 200. 200. Rồi, mình qua cây mới luôn. Cây 83, cao 60, hoành 22. 22 hoành. Đây đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 300. Rồi, xuống cây, 300. Cây mới luôn. Cây 84, cao 60, hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, củ đế nó đây. Rồi, cho luôn nhiêu đây? Dạ, 200. 200. Rồi, mình qua cây mới luôn nha, nhưng quý vị. Cây 85, cao 80, hoành 21. Đó, lọc lá cũng âm tầm ha. Quá mạnh luôn ha. Rồi, xuống đế nha, quý vị. Đây, đế cũng nguyên khối đây, quý vị. Kính nè ha. Đế luôn. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ, 300. 300 ha. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 86, cao 60, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ, 300. Rồi, 300. Cây, qua cây mới. Cây 87, cao 70, hoành 19. Rồi, 19 hoành. Đây đây.
Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 250. Rồi, xuống cây luôn, 250. Đây, lọc lá âm tầm luôn. Cây 88, cao 60, hoành 21. Cú đế. Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 350. Rồi, xuống cây, 350 ngàn. Cây mới luôn. Cây 89, cao 55, hoành 22. 22 hoành luôn. Đây, cụ để đây. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 300. 300. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 90, cao 50, hoành 18. 18 hoành. Cụ đế luôn. Rồi, cho luôn như em? Dạ, 250. 250. Rồi, cây mới. Cây 91, cao 45, hoành 22. Để em nói đây. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 300. 300. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 92, cao 75, hoành 25. 25. Hoành 25. Luôn. Tất cảnh cũng ok quý vị. Đó. Rồi, mình xuống cái cụ đế luôn. Rồi, giá luôn như đây. Dạ, 400. 400. Rồi, xuống cây. Cây mới luôn. Cây 93, cao 40, hoành 17. Rồi, mình xuống đế rồi quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 200. Rồi, 200 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, cây mới. Cây 94, cao 65, hoành 21. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 200. 200. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. Cây 95, cao 55, hoành 22. Rồi, để đây. Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 300. 300 ha. Rồi, xuống cây. Cây mới. Cây 96, cao 60, hoành 23. Rồi, 23 hoành luôn rồi quý vị. Đế cũng kính đế lắm nè. Đó. Đang bể luôn ha. Rồi, vô luôn nhiêu em? Dạ, 300. 300 cái gì? Rồi, qua cây mới. Cây 97, cao 55, hoành 22. 22 hoành. Có lắc tay cành có ha. Lắc 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 ha. Đế nó gì? Đế cũng kính quá nè. Còn bự bự không ha. Rồi, vô luôn như em? Dạ, 350. 350 ha. Rồi, xuống cây. Ok, 98 luôn có gì? Cây 98. 8 đây, lọc lá ôm tầm luôn. Cao 80, hoành 23. Ta cành đều lắm nha quý vị. Đây, 98. Để đây quý vị. Có củ có đế ha. Đó, dòng đó quý vị ngắm nghe kỹ ha. Để nè. Cái trại tứ diện ha, có cái cũ, tay cành cũng đều lắm nhưng quý vị nè. Cho luôn nhiêu em? Dạ, 450. 450 ha. Nãy bung cái tàn xe ra rất là đẹp. Rồi, qua cây mới luôn. Qua cặp 99. Rồi, 99 cặp. Cao 45, hoành 13, 14. Cây đất hậu 20. Rồi, để đây. Có cây bự, chẳng luôn.
Trả luôn mà tính có 14 vành. Rồi, Zalo nhiêu đây em? Dạ 200. 200. Rồi, qua cặp 100. Ca cặp 100, cao 45, vành 13 14. Rồi, vành 13 14 luôn, chứ có cây của vành chà bá luôn nè. Có cây mang mã số 100 quý vị, nó cây bự lắm á. Cái tay mình bởi không hết luôn nữa không? Rồi, giá nhiêu em? Dạ 200. 200 ha, giá yêu thương quá ha. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Trong quá trình xem, ưng ý mã số nào thì alo trực tiếp cho shop nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.